Chào mừng các bạn đã đến với Battlecry Trung Hoa Sử Ký. Battlecry Trung Hoa Sử Ký là dự án mới nhất của Battlecry Team, nơi chúng ta cùng chia sẻ những hiểu biết và đam mê của mình về giã sử cũng như lịch sử của người hàng xóm phương Bắc. Mình vẫn luôn cho rằng muốn chiến thắng được ai đó thì chúng ta phải hiểu rõ về họ. Vậy nên hãy cùng Battlecry tìm hiểu về lịch sử của họ nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry Trung Hoa Sử Ký. Nhà Hán vừa được tạo lập đã phải trải qua vô số biến động gian nan, suýt chút nữa đã kéo sập sự cường thịnh của một triều đại vừa mới chớm nở. Đó là cuộc đại thanh trừng công thần khai quốc của Hán Cao Tổ Hoàng đế. Và đó là thất bại nhục nhã tại núi Bạch Đằng, khiến Lưu Bang suýt chút nữa mất mạng. Nhưng người đời nào có biết, dù hai biến cố đó có thể khiến Hán Cao Tổ lìa đời, thì thiên hạ vẫn sẽ là của họ Lưu. Chỉ tiếc rằng người đã tạo ra biến cố suýt chút nữa đã khiến họ Lưu mất đi thiên hạ chính là người luôn đầu ấp tay gối với ông ta. Người phụ nữ thâm độc mà mình muốn nhắc tới ở đây chính là Lã Hậu. Lợi dụng việc Hán Cao Tổ qua đời, bà ta cùng với đám hoàng thân cũ thích cùng họ đã thao túng triều đình, khiến cho giường cột nhà Hán đã suýt chút nữa thì sụp đổ. Nếu như không có đại kế của Trần Bình và Chu Bột, thì thiên hạ có lẽ đã đổi từ họ Lưu sang họ Lã. Biến loạn này được hậu thế biết đến với cái tên Loạn Trừ Lã. Vậy thì rốt cuộc biến loạn suýt chút nữa đã khiến thiên hạ đổi họ xảy ra như thế nào? Trần Bình và Chu Bột đã dùng đại kế gì để bình định đám phản tặc? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Thái Hậu Lâm Triều, Đại Hán Lâm Nguy. Lã Trĩ, Lã Hậu, sinh năm 241, mất năm 180 trước Công Nguyên, được xem là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Hán Cao Tổ Lưu Bang, hoàng đế khai quốc của nhà Hán. Cha bà là Lã Công, vốn là một người giàu sang và có danh vọng. Vào thời nhà Tần, gia đình Lã Công chuyển nhà tới huyện Bái thuộc tỉnh Giang Tô, quê hương của Lưu Bang. Do Lã Công với huyện Lệnh, huyện Bái là bạn bè nhiều năm, nên khi cả gia đình họ Lã rời tới đây, thì huyện Lệnh và nhiều chức sắc trong vùng đều mang quả cáp tới chúc mừng. Tại bữa tiệc đó, Lã Công gặp Lưu Bang, khi đó làm chức đình trưởng nhỏ bé, là người biết xem tướng số. Vừa nhìn Lưu Bang, Lã Công liền cho rằng người đàn ông này sẽ làm nên nghiệp lớn, nên quyết định sẽ gả con gái của mình là Lã Trĩ cho Lưu Bang. Khi ấy, Lưu Bang hơn Lã Hậu tới 15 tuổi, còn có một đứa con riêng tên là Lưu Phì. Gia cảnh thì nghèo khó, thế nhưng Lã Trĩ đã nhắm mắt bỏ qua tất cả mà là một người vợ hiền dâu đảm, cáng đáng mọi công việc trong nhà. Sau này, khi Lưu Bang uống rượu gây họa, phải lưu lạc tha hương, một mình bà lại lo liệu mọi việc trên dưới, chăm lo cho gia đình mẹ già và con trai của Lưu Bang. Có thể nói rằng, trong thủa cơ hàn của Lưu Bang, ông ta có thể tìm được một tri kỷ như Lã Trĩ, thực là tích đức mấy kiếp mới có thể có được. Một người vợ tảo tần, cáng đáng mọi trách nhiệm của một người cha, một người mẹ, một người con dâu. Dù cho tới tận khi Lưu Bang bạc bẽo để bà cùng song thân làm con tin trong tay Hạng Vũ, thì bà vẫn chưa một lần oán thán. Đến khi thiên hạ đã định, Lã Trĩ được Lưu Bang phong làm Lã Hậu, lập con trai trưởng của bà, dù vốn chỉ là con thứ của Lưu Bang, tức Lưu Doanh, Hán Huệ Đế sau này lên ngôi thái tử để trả lại ân tình năm nào. Thiên mệnh đã hoàn thành, cũng chính là lúc Lưu Bang động sát tâm với những kha quốc công thần của mình. Nhưng là một vị hoàng đế kiến quốc trên lưng ngựa, đánh lấy thiên hạ bằng nhân nghĩa, nên Lưu Bang không có một lý do gì để có thể ra tay. Vốn là người phụ nữ tâm cơ, Lã Hậu nhìn qua đã hiểu được sát ý của chồng, và thế là bà ta một lần nữa đã hy sinh, chịu đựng nỗi sỉ vả thiên cổ để thay chồng giết hại hầu hết các chiến thần khai quốc. Đầu tiên là Hàn Tín, bị bà ta lừa vào tháp chuông rồi vu cho tội danh mưu phản, trước khi bị quấn vải trắng tới chết. Người thứ hai là Bành Việt, khi ông ta bị vu cho tội mưu phản, đã chạy tới gặp Lã Hậu để trần tình và xin được tha chết. Bà ta ngoài mặt tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại ngấm ngầm hạ chết Bành Việt, thậm chí còn lấy xác của ông làm thịt muối, phát cho chư hầu để răn đe. Có thể nói rằng, những việc bẩn thỉu nhất được Lã Hậu giáp tâm làm thay. Cả một đời thay chồng cáng đáng mọi thứ, chịu tướng xấu tới muôn đời. Thế nhưng rồi cuối cùng, bà lại chịu cảnh gối trước đơn côi lúc tuổi già. Sử sách ghi lại rằng, sau khi lên ngôi hoàng đế, Hán Cao Tổ ngày đêm hoan lạc với các cung nhân mỹ nữ xinh đẹp mà hoàn toàn quên đi Lã Hậu, khi đó đã bước qua thời kỳ xuân sắc, khiến cho bà một mình cô đơn trong hậu cung lạnh lẽo, bị chồng ghẻ lạnh nên bà mới sinh ra tật ngoại tình. Hán Cao Tổ dù biết nhưng cũng chẳng thèm nói gì. Khoảng cách của hai vợ chồng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử cứ như vậy mà ngày càng xấu đi. Tình yêu nồng cháy thuở nào giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt và nghi kỵ lẫn nhau, và những âm mưu thâm hiểm nơi chốn cung đình. Vài năm sau đó, Hán Cao Tổ đã tuổi già sức yếu, biết mình khó lòng có thể qua khỏi, nên đã cho Triệu Kiếm Văn Võ Bá Quan đến và khẩu dụ rằng
ai không phải họ Lưu mà lên làm vương thì thiên hạ cũng đánh nó, rồi không lâu sau đó thì qua đời. Hán Cao Tổ qua đời cũng chính là lúc mà Lã Hậu đã bộc lộ rõ dã tâm hừng hực trong lòng mình, bỏ qua những giai thoại hoang dâm vô độ trong chốn hậu cung của bà. Với việc Hán Huệ Đế Lưu Doanh còn nhỏ tuổi, bà ta lâm triều nhiếp chính, bắt đầu quá trình thâu tóm quyền lực của mình. Khi Hán Cao Tổ còn sống, chỉ duy nhất có hai người anh của Lã Hậu là Lã Trạch và Lã Thích Chi là được phong hầu. Nhưng tới khi ông qua đời, Lã Hậu nhiếp chính, bà ta mặc sức gia phong cho thân thích của mình, trong đó có thể kể đến như Lã Tu, vợ của danh tướng Phản Khoái, đồng thời là em gái của Lã Hậu, làm Lâm Quang Hầu. Lã Thái, con của Lã Trạch, tức cháu Lã Hậu, được phong Chu Lã Hầu. Lã Sản, em của Lã Hậu, được phong làm Giao Hầu. Lã Lộc, con trai anh thứ của Lã Hậu, được phong làm Hồ Lang Hầu. Việc Lã Hậu cấp đất phong hầu cho họ Lã một cách tới tấp khiến cho triều đình nhà Hán rơi vào hỗn loạn. Quan viên trung thành với nhà Hán ai nấy đều căm hận khôn cùng, nhưng thế lực của Lã Hậu trong triều quá lớn nên không ai dám manh động. Sau khi phong hầu cho người thân, Lã Hậu tiếp tục bước tiếp theo trong kế hoạch thâu thiên hoán vũ. Bà ta cho trị tội ba vị triệu vương họ Lưu, đầu độc Tề Vương Lưu Phỉ, con trưởng Hán Cao Tổ, nhưng bất thành. Lợi dụng việc đất triệu không có người cai quản, bà ta đường đường chính chính mà tấn phong Lã Thái, khi đó đang là Chu Lã Hầu, lên thành Lã Vương và trở thành người đầu tiên họ Lã được phong vương. Việc Lã Thái được phong vương đã khiến cả triều đình nhà Hán náo động. Quần thần ai nấy đều bày tỏ sự bất bình đối với Lã Hậu. Thế nhưng bà ta cậy quyền lực trong tay đạt tới cực hạn nên chẳng thèm nghe những lời đó. Tới những năm cuối cùng mà Lã Hậu cầm quyền, nhà Hán có tổng cộng 13 chư hầu vương, trong đó có 9 chư hầu họ Lưu, 3 chư hầu họ Lã và 2 người họ khác là Trường Sa Vương Ngô Thần và Lỗ Vương Trương Yển. Mặc dù số chư hầu vương họ Lưu chiếm áp đảo, sau họ đều được phân chia những vùng đất xa kinh đô, trong khi 3 vương họ Lã là Triệu Vương Lã Lộc, Lương Vương Lã Sản, Yên Vương Lã Thông, dựa vào thế lực của Lã Hậu tại trung ương mà thâu tóm toàn bộ quyền hành. Có thể nói rằng họ Lã giờ đây đã nắm toàn bộ đại cục, hoàng đế trên tay họ như một con rối để chơi đùa. Chỉ cần một đòn nữa thôi, một biến động lớn chấn động quốc gia sẽ diễn ra, thiên hạ sẽ thay tên đổi họ, trở thành thiên hạ của họ Lã thay vì họ Lưu. Có thể nói rằng Lã Hậu là một người phụ nữ tần tảo thủ hàn vi, nhưng tới khi nắm được đại cục, bà ta mới lộ rõ bản chất tâm cơ và tàn nhẫn của mình. Từ giết khai quốc công thần, ngoại tình trốn hậu cung, giày vò con trai như con rối, đến thâu tóm quyền lực trong triều, từng việc đều dần dần khiến bà ta bộc lộ dã tâm chẳng thua kém gì chồng mình, khiến cho thiên hạ được một phen điều đứng, suýt chút nữa thì sụp đổ nếu như không có hai cột chống trời là Trần Bình và Chu Bột chống đỡ. Chư Lã đại loạn. Năm 180 trước công nguyên, Lã Hậu mắc bệnh nặng, biết mình khó lòng qua khỏi, bà ta liền giáp tâm chủ tính để thế lực của họ Lã không bị lật đổ sau khi mình qua đời. Đầu tiên, bà ta thăng Triệu Vương Lã Lộc làm thượng tướng quân, dẫn theo đại binh trấn thủ phía Bắc kinh thành. Lương Vương Lã Sản lãnh binh trấn thủ phía Nam. Hai cánh quân liên thủ trước sau, đề phòng sau khi mình qua đời, quân Hán sẽ lợi dụng thế đó mà tận diệt họ Lã. Đồng thời, bà ta cũng căn dặn ba phiên vương rằng khi mình chết, nhất định không được đi đưa tang ra khỏi kinh đô, phải ở lại trong thành nắm thiên tử trong tay mới là thượng sách. Khi đó, thiên hạ mới có cơ hội để đổi thành họ Lã. Nếu như cố chấp mà xuất thành, tức thì quân Hán sẽ lợi dụng mà lật ngược thế cờ. Ba người Lã Lộc, Lã Sản, Lã Thông quỳ sụp bên giường bệnh, nghe Lã Hậu nói vậy, ai nấy đều rơm rớm nước mắt, thề sẽ thực hiện di ngôn của bà. Ngày Lã Hậu qua đời, cả thành chìm trong tang thương, nhưng ba phiên vương họ Lã nhất quyết không xuất thành đưa tang, chỉ nhìn đoàn người đưa tiễn khuất dần xa. Mưu kế của Lã Hậu xem như đã cứu được họ Lã một lần, nhưng tiếc rằng Đại Hán được kiến lập từ trên lưng ngựa, mãnh tướng thiện chiến ở khắp nơi, lợi dụng việc Lã Hậu vừa mới qua đời, thế cục vẫn chưa ổn định mà khắp nơi dế binh tạo phản. Đám người đó lợi dụng thanh thế hoàng tộc họ Lưu mà đường đường chính chính khởi binh đánh dẹp họ Lã, nhưng về bản chất chúng cũng muốn nắm thiên tử trong tay giống như họ Lã để khống chế thiên hạ. Trước đó Hán Huệ Đế qua đời nhưng không có con trai. Khi ông qua đời không lâu thì trong cung chuyển tới ta Lã Hậu là có một cung nữ từng được Huệ Đế ân sủng đã mang long thai. Tuy nhiên do cung nữ này thân phận thấp kém nên Lã Hậu đã cho bắt đứa bé này mang tới cho hoàng hậu của Hán Huệ Đế nuôi nấng và tự xưng là con của hoàng hậu Huệ Đế sinh ra. Khi Hán Huệ Đế mất, đứa trẻ được lên ngôi, sử gọi là Hán Tiền Thiếu Đế Lưu Cung. Đám gian thần họ Lưu biết được chuyện này, cho rằng Lưu Cung là vua không danh chính ngôn thuận, lại bị quần thần họ Lã khống chế,
nên Giới Bình trên danh nghĩa diệt Lã Vương để mưu quyền đoạt vị. Khi đó, hai người con trai của Trưởng Tử Hán Cao Tổ là Chu Chư Hầu Lưu Trương và Tề Ai Vương Lưu Tương dự định sẽ kéo quân về kinh đô tận diệt đám Lã Vương, giành lại quyền lực về tay họ Lưu. Sau đó, Lưu Tương sẽ đường đường chính chính mà lên ngôi hoàng đế, do ông ta là cháu đích tôn của Hán Cao Tổ. Một kế hoạch chu toàn được dâng ra, nhiều đại thần trong triều cũng tình nguyện mà làm nô ứng. Ai nấy đều thề rằng sẽ dẹp tan họ Lã, lấy lại thiên hạ về cho họ Lưu, chỉ mong ngày có thể sớm ra trận mạc, quyết một trận tử chiến với đám loạn thần tặc tử, lũng loạn triều cương. Tề Ai Vương dự định sẽ xuất binh, nhưng tướng quân Thiệu Bình của ông ta đã sớm bị họ Lã mua chuộc nên đã tạo phản, suýt chút nữa khiến kế hoạch của họ Lưu thành công cốc. Nhưng may sao, thiên ý dường như vẫn an bài cho sự thịnh trị của họ Lưu, nên Tề Ai Vương may mắn thoát nạn và thành công giết chết Thiệu Bình. Sau đó, ông ta cho một thân tín của mình tên là Ngụy Bột lên làm đại tướng quân, thống lĩnh hai cánh quân tiến thẳng về Trường An dẹp loạn. Nhiều phiên vương họ Lưu hay tin Tề Ai Vương tạo phản liền đem binh tới trợ chiến. Đạo quân khổng lồ ngày đêm hành quân, khí thế lấn át trời xanh, che mờ nhật nguyệt. Cả đạo quân bừng bừng tức giận, chỉ hận là không chạm mặt phải đám loạn thần trong kinh đô sớm hơn một chút. Hay tin liên quân họ Lưu ngày càng tiến gần tới kinh đô, Lã Sản kinh hoàng khôn cùng, hốt hoảng mà cho tướng quân Quán Anh cầm binh xuất thành ứng chiến. Thế nhưng Quán Anh thấy địch quá mạnh, đã sớm đem lòng phản trắc. Khi vừa đưa quân ra khỏi thành, chẳng thèm để ý tới lệnh mà đưa quân một mạch tới thẳng Huỳnh Dương và sai sứ tới phía đông liên kết với Tề Vương, khiến cho Trường An không có bất cứ một tấm lá chắn nào. Một khi quân Lưu tới nơi, họ Lã trong Trường An tất sẽ đại bại. Bấy giờ trong thành Trường An dường như đã đại loạn, hay tin đại quân đi chống giặc đã tạo phản càng khiến cho tình thế trở nên hung hiểm hơn bao giờ hết. Lã Sản ngày đêm u uất, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên khi suy nghĩ về thế cuộc. Lã Lộc thấy thế liền mưu tính với Lã Sản, hãy giới binh tạo phản, đoạt được thiên hạ trước rồi sẽ cùng nhau nghĩ cách để chống lại họ Lưu. Lã Sản dù rất muốn phát động binh biến để cướp ngôi, nhưng vẫn còn e sợ thế lực của các trung thần nhà Hán trong triều nên chần chừ mãi không quyết. Các đại thần trong triều hay tin liên quân họ Lưu đang ngày càng tiến sát tới kinh thành thì kẻ buồn người vui, duy chỉ có hai người là Chu Bột và Trần Bình thì lại im lặng như tờ, thản nhiên giữa lúc mọi người đang bàn luận xôn xao về việc đó. Với kinh nghiệm chính trường và chiến trường, đã từng theo Hán Cao Tổ rong ruổi trên lưng ngựa, lại có thể vượt qua Đại Thanh Trừng Công Thần thì đúng là kẻ thức thời. Hai ông hiểu rằng họ Lã và cả liên quân họ Lưu đều chẳng có kẻ nào là tốt, ai nấy đều muốn mưu quyền đoạt vị, bá chiếm triều cương. Vậy nên để bảo toàn thiên hạ nhà Hán được vững mạnh, hai người đã cùng nhau hợp mưu và quyết định hành động trước khi liên quân họ Lưu đánh tới kinh thành. Trần Bình cùng Chu Bột nhờ Lịch Thương vốn thân thiết với Lã Lộc rót vào tai họ Lã những lời đe dọa rằng nếu cố gắng ở lại kinh thành cầm binh tất sẽ đại bại trước thiên binh vạn mã của họ Lưu, chi bằng khi thế cục chưa định hãy xin lưu về đất Triệu làm Triệu Vương và chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Lã Lộc nghe những lời vừa đấm vừa xoa đó thì trong lòng cũng xao động, liền tới bàn cùng với Lã Sản. Lã Sản khi đó cũng đang rối như tơ vò, đau đầu mà vẫn không thể suy nghĩ ra cách nào và cũng không dám đưa ra quyết định. Cuối cùng cả hai đành phải tới nhờ cậy người cô của mình là Lâm Quang Hầu Lã Tu và cũng là em ruột của Lã Hậu nhờ chỉ dạy. Lã Tu thấy hai người cháu của mình định thoái lui, căm phẫn mà hét lớn, chửi thẳng vào mặt Lã Sản và Lã Lộc, cấm họ không được xuất thành, dù có thế nào vẫn phải giữ Trường An bằng mọi giá. Hai người Lã Lộc và Lã Sản thấy cô tức giận, kinh hãi không nói lên lời, liền vội vã xin ra về. Thế nhưng việc thủ hay bỏ thành thì vẫn chưa được quyết. Về phía Lã Sản, sau khi về phủ, một thân tín của ông ta mới đi từ nước Tề đã khuyên ông ta tạo phản càng nhanh càng tốt. Lã Sản vừa bị Lã Tu trách mắng lại bị Ninh Thần rót lời đường mật vào tai, sát ý liền nổi lên. Ngay trong đêm hôm đó đã cho quân vào Vị Uyên Cung khống chế thiên tử, mưu quyền đoạt vị. Còn về Lã Lộc, sau khi rời khỏi phủ của Lã Tu, Trần Bình và Chu Bột đã đích thân tới thuyết phục, khuyên ông ta hãy mau chóng trả lại ân tín và chạy về đất Triệu. Lã Lộc cùng đường bí lối, biết rằng nếu mình không trao binh quyền, nhất định sẽ không yên với Chu Bột, nên chỉ đành răm rắp làm theo, trao lại ân tín trở về đất Triệu. Khi Trần Bình và Chu Bột còn chưa kịp vui mừng vì không tốn một binh một tốt nào mà đã dẹp được Lã Lộc, thì tin tức Lã Sản khống chế thiếu đế trong Vị Uyên Cung đã được truyền tới. Hai ông hốt hoảng nhập cung hộ giá, đi theo là 1.000 quân tinh nhuệ nhưng đã ẩn nấp kỹ càng. Quân của Lã Sản thấy Chu Bột và Trần Bình xin ý kiến đã có chút phòng bị, nhưng Lã Sản cho rằng mình đã nắm được đại thế liền lập tức triệu kiến hai người.
Khi hai người vừa vào yết kiến thì cũng là lúc 1.000 quân theo phía sau lập tức xung vào Vị Ương Cung, giết sạch đám quân lính của Lã Sản và cứu lấy Thiếu Đế. Lã Sản thấy vậy liền hoảng loạn vô cùng, quỳ xuống luôn miệng cầu xin Trần Bình và Chu Bột tha mạng, nhưng hai ông chỉ quay mặt đi. Binh lính cũng như vậy mà đâm chết Lã Sản. Hai thế lực lớn nhất của họ Lã bị tiêu diệt. Trần Bình cùng Chu Bột nhanh chóng chỉ huy quân Hán tận diệt thế lực vây cánh của Lã Thị, giết chết Lã Lộc và Lã Thông, đánh chết Lã Tu, phế Lỗ Vương Trương Hiển, và sau đó thì xử tử toàn bộ gia tộc họ Lã. Liên quân họ Lưu sau khi tiến tới Trường An mới hay tin Trần Bình cùng Chu Bột đã đi trước họ một bước, dẹp yên thế lực của họ Lã. Tuy rằng cũng vô cùng căm hận khi để mất đại thế, nhưng nghịch tặc đã bị giết, họ cũng chẳng thể mang cái mác phò ấu chúa mà dẫn quân vào thành, chỉ có thể để lại đại quân cách Trường An và chục dặm rồi vào thành yết kiến hoàng đế. Tuy nhiên sau khi vào thành, các đại thần trong triều cùng công tất họ Lưu đã họp bàn, cho rằng Thiếu Đế chưa chắc đã phải là dòng dõi Hán Cao Tổ nên không xứng đáng ngồi lên hoàng vị, nên đã bí mật phế truất rồi đưa Lưu Hằng, con trai thứ tư của Hán Cao Tổ, lên ngôi hoàng đế mới là thượng sách. Các đại thần đều nhất tề đồng ý. Ngay trong đêm đó, Thiếu Đế đã bị mưu sát, Lưu Hằng lên ngôi, tức Hán Văn Đế. Loạn Chư Lã theo đó mà cũng kết thúc. Một giai đoạn lịch sử tươi mới lại tiếp tục được mở ra cho nhà Hán. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Loạn Chư Lã, cuộc biến loạn đầu tiên của nhà Hán đã xém chút nữa khiến triều đại huy hoàng diệt vong. Các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến cùng Battlecry bàn luận nhé!